Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ gấp một cái bông hoa hình hoa sao. Mình có thể trang trí và có thể chơi được luôn nha các bạn. Cái bông hoa này gồm có 8 cánh và mình sẽ có 8 tờ giấy màu. Mình sẽ dùng, mình làm 8 cánh hoa khác nhau, dùng 8 tờ giấy màu khác nhau các bạn ơi. Mình sẽ cắt tờ giấy màu thành hình vuông và mình sẽ gấp nha các bạn, gấp chéo. Mình gấp chéo như thế này các bạn. Các bạn ơi, mình gấp lại cho các bạn xem nha. Đây, tờ giấy vuông của mình nha. Mình gấp lại chéo như thế này. Mình gấp bên này lên. Gấp lên bên này. Mình mở ra như thế này. Đó. Rồi mình xếp lại như thế này. Bên này cũng vậy. Qua bên này mình cũng xếp qua như vậy luôn các bạn. Mình gấp hai bên giống nhau. Rồi. Rồi mình sẽ có một cái cánh hoa như thế này. Và còn 8 màu còn lại, 8 tờ giấy màu còn lại mình sẽ gấp giống y như vậy luôn nha các bạn. Sau khi mình gấp xong 8 cái cánh hoa như thế này rồi, mình sẽ lồng những cánh hoa vào nhau nha các bạn. Đây, mình sẽ dùng màu đỏ, mình sẽ lồng vô màu vàng đây, như thế này nha. Rồi, sẽ bẻ xuống. Các bạn thấy không? Hai cánh hoa nó đã gắn với nhau rồi nè. Tiếp theo mình sẽ lồng màu vàng và màu xanh lá cây. Các bạn thấy không? Mình chỉ lồng hai cánh dưới thôi nha. Đây, làm hai cánh dưới này thôi và lồng sát vào, mình sẽ bẻ hoa luôn. Đó, vậy là mình được 3 cánh rồi. Rồi mình cứ làm tiếp tục như vậy cho tới hết các cánh hoa đây luôn nha các bạn. Sẽ làm cho các bạn xem một lần nữa nha. Đây. Xếp vào như thế này mình sẽ bẻ ra.
Đây, mình được 8 cánh hoa rồi các bạn. Và cuối cùng mình sẽ lồng vào luôn nha. Còn màu đỏ, còn màu đỏ với màu hồng. Đây, cánh hoa cuối cùng. Rồi. Các bạn ơi, đây, đây mà mình có một cái hoa. Cái hoa hình ngôi sao nha các bạn. Đây, ngôi sao có 8 cánh, 8 màu khác nhau. Đây, mình có thể làm đồ chơi luôn được luôn á các bạn. Mình sẽ bẻ. Cái này mình làm hơi to nên mình hơi khó bẻ một chút. Đây, gấp ngược các ngôi sao lại với nhau. Các bạn ơi, đây, thấy cái bông mình có xinh đẹp không? Mình có thể để như thế này, mình trang trí như thế này cũng được nha. Mình treo lên, hoặc là mình để thành hình ngôi sao như thế này cũng rất là đẹp các bạn. Lộn lại. Cũng rất là đơn giản các bạn ơi, các bạn thử làm đi. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.